Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngay Nhìn Việt Nam. Hiện nay thì học sinh đã có thể quay trở lại trường và bắt đầu công việc học tập. Và sắp tới đây mình nghĩ rằng trong thời gian hè này thì cũng là thời gian mà sẽ có những bố mẹ lựa chọn cho con là đi học thêm ở bên ngoài, học phụ đạo ạ. Thì những giáo viên thì họ cũng sẽ phải có những cái công cụ cần thiết để có thể là trình bày cái bài giảng của họ cho sao cho nó sắc nét nhất để cho nhiều học sinh có thể dùng hơn. Đó mới chỉ là một cái ví dụ đơn giản nhất mà mình đưa ra để thấy rằng là máy chiếu hiện tại là một cái sự lựa chọn mà rất nhiều người quan tâm tới. Và hôm nay mình đang có đây một chiếc máy chiếu đến từ thương hiệu ViewSonic và cái tên của nó thì khá là dài, mình sẽ đọc. Đây, LS550WHE, một cái tên khá là dài. Thường là những cái máy chiếu thì nó sẽ không có tên nào nó dễ nhớ được các bạn ạ. Và tại sao mình muốn mở hộp cho các bạn chiếc máy chiếu này thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp trước đã. Và trong cái đoạn video này thì mình sẽ nói tại sao mà mình lại muốn giới thiệu các bạn chiếc sản phẩm này. Đây là sau khi mở hộp ra thì nó sẽ để máy chiếu như thế này và xách lên. Rồi, mình sẽ tạm thời để qua một bên và phía dưới thì còn các bạn sẽ còn có gì. Đầu tiên là một cái sách hướng dẫn sử dụng, và cái cách để các bạn có thể kết nối với những cái cổng kết nối ở phía sau này. Rồi, rất đơn giản. Tiếp theo chúng ta có một đôi pin đến từ Toshiba, một đôi pin khá chất lượng. Và đây là đi kèm với điều khiển của chiếc máy chiếu. Và cuối cùng chỉ là một cái cọng cáp nguồn mà thôi. Một cọng cáp nguồn các bạn có thể rất dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đâu. Rồi, đó những cái phụ kiện rất đơn giản đi kèm theo chiếc máy chiếu này. Và bây giờ đến với nhân vật chính, chiếc máy chiếu ViewSonic LS550WHE. Đó, thì về cơ bản thì mình thấy rằng là chiếc máy chiếu này đang có một ngoại hình rất là nhỏ nhắn. Đây các bạn có thể nhìn thấy, mình nâng một tay còn được luôn. Đó, ngoại hình nhỏ nó chính là một cái lợi thế rất lớn dành cho những chiếc máy chiếu. Bởi vì chúng ta có thể dễ dàng setup để nó bất cứ đâu, hoặc các bạn có thể treo lên tường cũng được. Đây, và đây là ngoại hình của em nó, chiếc ViewSonic LS550WHE. Thì với cái chiếc máy chiếu này, mình cảm quan ban đầu mình thấy rằng nó là một chiếc máy chiếu có cái ngoại hình rất là tối giản. Đầu tiên đó chính là một cái tông màu trắng rất là quen thuộc của ViewSonic. Thực ra là mình thích màu đen hơn, nhưng mà rõ ràng với một chiếc máy chiếu dành cho cái phân khúc phổ thông như này thì màu trắng nó vẫn là một cái gì đấy nó quen thuộc của chúng ta hơn. Đấy, thường nghĩ tới máy chiếu nó sẽ nghĩ đến một cái cục gì đấy màu trắng. Thêm nữa là cái ngôn ngữ thiết kế của chiếc máy này thì nó đi theo cái ngôn ngữ đó chính là nó rất là vuông thành sát cạnh, đó, vuông vức, nhìn rất là nam tính. Và với cái kiểu thiết kế này thì rõ ràng là chiếc máy chiếu này có thể đặt ở bất cứ không gian nào thì nó đều rất là phù hợp. Rồi, về khối lượng thì chiếc máy chiếu này mình nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng tầm gần 2 cân thôi. Đó, rất là nhẹ nhàng đấy, một tay vẫn có thể nâng được này. Đó, rất là dễ dàng đúng không? Phía trước của các bạn đó chính là một cái thấu kính. Đây mình sẽ mở ra luôn. Đó, một cái thấu kính dạng mắt cá như này để có thể phóng to hơn. Thế tại sao lại làm dạng mắt cá như này? Công dụng của cái thấu kính hình mắt cá như này thì nó dành cho việc đó chính là đây là một chiếc máy chiếu gần với khoảng cách chỉ 1,06m mà thôi, các bạn có thể chiếu lên một cái màn hình với kích thước 100 inch, rất là tuyệt vời đúng không? Những cái nút điều khiển của máy thì nằm ngay phía trên này, các bạn có thể rất dễ dàng thao tác. Tất nhiên rồi, các bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển đi kèm. Và cái hay trên những chiếc máy chiếu đó chính là các bạn nhìn mặt sau đó, rất nhiều cổng kết nối rất đầy đủ đúng không? HDMI rồi VGA rồi cổng USB Type-A này, đây là cổng nguồn này, và có thêm cả cái jack audio out và audio in nữa. Tuy nhiên thì mọi cái cổng này thì nó đều là thiết kế ngược. Đấy các bạn có nhìn thấy, bình thường chúng ta đặt xuôi này đúng không? Thì khi mà xoay ra thì tất cả nó sẽ là chữ ngược. Tại sao như vậy? Đó chính là để phục vụ cho việc các bạn sẽ treo cái máy chiếu này lên tường như thế này. Khi các bạn treo lên tường, gắn từ trên trần nhà để chiếu xuống màn hình thì tất cả những cái cổng này thì nó lại thành xuôi. Đó, hay không? Rồi, tất cả những cái chân đế ở đây thì đều có fit cao su, các bạn có thể nhìn rất là rõ ràng. Và ở đây nó có thêm một cái chân đế kiểu như là xoay ấy, dạng xoay, để các bạn có thể nâng hạ độ cao cho nó linh hoạt hơn. Khe tản nhiệt thì mình thấy rằng nó rất nhiều ở phía hai bên này. Đó, thì giúp cho chiếc máy này có thể tản nhiệt một cách nó thoải mái hơn. Nói sâu hơn về mặt thông số thì mẫu LS550WHE này là một mẫu máy chiếu LED free đầu tiên của ViewSonic dành cho doanh nghiệp và cũng như là trường học. Với công nghệ này thì nó sẽ giảm thủy ngân độc hại và mang lại môi trường xanh hơn và an toàn hơn với cái tuổi thọ đèn đáng kinh ngạc lên tới 30.000 giờ. Và độ sáng của mẫu máy chiếu này thì nó cũng lên tới 3.000 ansilumen, một cái độ sáng rất là tốt để các bạn có thể dùng ở doanh nghiệp và cũng như là trường học. Đồng thời thì công nghệ này cũng giúp cho máy chiếu chúng ta tiêu thụ ít điện năng hơn, và đi kèm theo đó là công nghệ Cinema Super Color Plus độc quyền của ViewSonic, đem tới màu sắc trung thực lên tới 125% giải màu REC 709.
Như mình đã nói thì đây là một mẫu máy chiếu gần, và vì vậy mình thấy nó cực kỳ phù hợp để dành cho những doanh nghiệp cũng như là trường học. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các bạn nhớ lại những cái thời gian trước các bạn đi học mà xem, thường những chiếc máy chiếu nó được đặt cao như này, hoặc là đặt ở phía gần như là cuối lớp hoặc là chính giữa lớp, thì khi mà chiếu lên thì sẽ cái đèn chiếu ấy, nó sẽ gây mất tập trung cho học sinh. Khi mà chúng ta ví dụ quay lại nhìn xung quanh thì tự nhiên thấy một cái đèn chiếu nó sáng quắc lên, xong là nó chiếu thẳng vào chúng ta, cũng như là thỉnh thoảng một bạn nào đấy lại thưa cô em đi vệ sinh chẳng hạn, thì các bạn ấy đi qua thì lại che mất một phần của bài giảng mà nó gây mất tập trung dành cho tất cả lớp. Thì với mẫu máy chiếu gần này nó lại giải quyết được vấn đề đó, bởi vì nó là máy chiếu gần, vì vậy là nó sẽ không cần khoảng cách quá xa, không cần màn cách màn chiếu quá xa để có thể đưa nội dung đến màn chiếu được. Kể cả các bạn có đi đi lại lại thì nó cũng không hề che mất màn chiếu, cũng như là không bị lóa mắt khi mà đi qua một cái mẫu máy chiếu. Ngoài ra thì mẫu máy chiếu này còn có thể thiết lập dễ dàng với phép chiếu góc là 360 độ và sử dụng Keystone HV tự động và khả năng điều chỉnh 4 góc. Thêm nữa là mẫu máy chiếu này sử dụng một cái công nghệ mà nó có thể giúp tiết kiệm điện năng lên tới 50% so với những mẫu máy chiếu khác. Một vài thông số cũng đáng chú ý nữa trên mẫu máy chiếu này, đó chính là độ phân giải của nó là 1280 x 800, và cái tỷ lệ khung hình là 16:10. Như vậy thì tổng cái pixel của chiếc máy chiếu này có thể tái hiện được đó chính là lên tới 1.024.000 pixel. Với cái pixel này thì nó sẽ nhiều hơn gấp 3 lần so với cái độ phân giải là SVGA thông thường. Và tỷ lệ 16:10 cũng là một trong những tỷ lệ phổ biến nhất dành cho những máy chiếu phổ thông như thế này. Nó sẽ giúp chúng ta có thể hiển thị được cái nội dung theo chiều dọc nhiều hơn. Cuối cùng thì mẫu máy chiếu này có độ tương phản là 3:1, nó có thể tái hiện được 1,07 tỷ màu. Và đi kèm với đó, nó vẫn có loa ngoài có công suất là 2W nữa để các bạn có thể chữa cháy trong những cái trường hợp các bạn quên kết nối với loa rời. Trên đây thì mình đã vừa trên tay cho các bạn mẫu máy chiếu Visionix LS550WHE. Đây là một mẫu máy chiếu hướng rất nhiều tới việc là doanh nghiệp cũng như là dành cho trường học. Với mức giá mình tham khảo được ở tại thị trường nước ngoài, chiếc máy này có giá là 1.450 đô, và mình cũng chưa biết giá tại Việt Nam là bao nhiêu. Khi mà chiếc máy này có giá bán chính thức tại Việt Nam thì mình cũng sẽ update ngay dưới phần video này, các bạn hãy đón xem nhé. Mình là Xuân Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.